Hai mẫu loa tép chống cháy chuẩn nhất hôm nay. Loại này 1 triệu một đôi. Loại này 800k. 800k là củ 250. Siêu tép tép này. 1 triệu là củ 350. Đây là hai loạt tép chuẩn chống cháy 100%, chống cháy tốt nhất Việt Nam. Liên hệ với xưởng loa Lưu Bắc Cạn. Địa chỉ sản xuất Nà Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn. Chúng tôi chuyên sản xuất loa tép chống cháy tốt nhất. Bảo hành 1 năm. Loại này là 1 triệu một đôi, 1 triệu là từ 9 côn 3,5. Loại 800 là từ 8 côn 2,5. Phễu 12 x 12, chiều cao 16 phân. Dây dài 1 mét rồi, về đấu đít loa, đít lâm ni, đi khúc đẩy. Đây, đỏ là cộng. Dây này dài 1 mét rồi. Hai loại này dùng cho các loại bát từ 20 đến 50. Loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều được. Đây là tép chống cháy, chống lì cho âm thanh. Nét gấp 3 lần tép bình thường. Anh em về test hay đúng như quảng cáo thì thanh toán. Khung gỗ đời mới cực đẹp. Phễu 12 x 12 nhá, chiều cao 16 phân. 1 triệu một đôi. Đây là tép chống lì cho các loại loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm. Cực đỉnh luôn. Hai mẫu tép này là chúng tôi sản xuất rất là nhiều. Có hai cấp độ nha, gạt lên là siêu tép, xuống là tép. 1 triệu một đôi này. 800k một đôi. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269. Chúng tôi ship hàng khắp Việt Nam. Bảo hành 1 năm, anh em test hay như quảng cáo thì thanh toán. Liên hệ mua hàng, bảo hành bảo tỏi. Số điện thoại 0973 533 269. Hàng chuẩn chỉnh, chất lượng cao. Nét gấp 3 lần tép chợ. Ok.